thi đấu trọn vẹn cả 5 trận đấu, giúp PVF chỉ phải thủng lưới 2 bàn, có được 1 bàn thắng. Đó là những con số thể hiện màn trình diễn ấn tượng của trung vệ Trịnh Quang Trường ở vòng chung kết U19 quốc gia năm nay. Vai trò thủ lĩnh là điều dễ nhận thấy nhất ở trung vệ mới 18 tuổi này. Nếu mà nói về Trịnh Quang Trường ấy, thì có thể nói lên đây là một tính cách mạnh, một tính cách rất là mạnh. Bạn ấy không phải là bây giờ bạn ấy mới là có thể gọi là thủ lĩnh hàng phòng ngự của đội U19, mà năm ngoái bạn đã là đội trưởng của U17, đội trưởng của U15 rồi. Như một chất xúc tác ấy, để kết nối các đồng đội lại với nhau và ở trong đội bóng. Đến giờ phút này tôi có thể khẳng định là tiếng nói của bạn ấy rất lớn đối với các đồng đội khác. Có thể nói là một trung vệ không khác gì là pion. Ít ai biết rằng, để có phong cách thi đấu đầu óc nhưng cũng không kém phần máu lửa như hiện nay, cầu thủ sinh năm 2002 đã phải thay đổi bản thân rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua, để không chỉ thích nghi hơn với lối chơi của các huấn luyện viên, mà còn để anh thi đấu ngày một trưởng thành hơn. Thì là sau cái giải U7 năm ngoái, đúng không ạ, một cái tính cách sốc nổi này, đúng không, một cái sự nó điên loạn, nó có thể nói là hơi thiếu kiềm chế. Thì năm nay nó đã khác đi rất là nhiều rồi, nó bình tĩnh hơn, nó lì lợm hơn, đúng không, nó chấp nhận cuộc chơi hơn và nó chấp nhận cái sự va đập và cái sự khiêu khích của đồng đội, của đối thủ. Đấy thì cái đấy là một cái tiến bộ rất rõ, mà đặc biệt là với những cái vị trí mà trung vệ mà chơi một cái tính cách rất là mạnh, thậm chí là có thể nói là có thể là chấp nhận là thậm chí là có thể đổ máu cũng được. Em biểu hiện rất là nhiều về khả năng đọc toán tình huống, những khả năng bật cao đánh đầu, và quan trọng hơn là tạo cho anh em một cái tinh thần thoải mái để thi đấu. Với những màn thể hiện ấn tượng vừa qua, Trịnh Quang Trường đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philippe Chuzier khi anh được vị huấn luyện viên người Pháp điền tên vào danh sách tập trung U19 Việt Nam. Rất vui, rất tự hào, nhưng cầu thủ người Đồng Tháp cần giữ vững sự tập trung cho chặng đường phía trước. Quang Trường là một cầu thủ tiềm năng trong danh sách dự tuyển của tôi. Trong 6 tháng qua, tôi quan sát thấy Trường tiến bộ rất nhiều, và trong thời gian tới, tôi nghĩ cậu ta sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Không có gì áp lực cho lắm. Em rất vui và rất tự hào khi được huấn luyện viên chính Việt Nam gọi lên. Em nghĩ em cần cải thiện những bóng bổng và cần bình tĩnh để chơi bóng nhỏ. Cái đầu bớt nóng lại để không dính những thẻ vớ vẩn, và cần bình tĩnh để triển khai lối chơi.